Ngay sau khi nhận được chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, Công ty Điện lực Đà Nẵng đã nhanh chóng lập phương án cấp điện phục vụ cho Bệnh viện Dã chiến số 1 tại ký túc xá phía Tây thành phố, đường Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu. Trong trường hợp chế độ vận hành bình thường và vận hành khi có sự cố, Bệnh viện Dã chiến số 1 được cấp điện từ xuất tuyến trung áp 481 Hòa Khánh 2, trạm biến áp 110 kV Hòa Khánh 2, nhận điện từ trạm biến áp ký túc xá phía Tây T1 và trạm biến áp phía Tây T2. Với mục tiêu đảm bảo nguồn điện ổn định, Công ty Điện lực Đà Nẵng ngừng tất cả các công tác ảnh hưởng đến việc cung cấp điện Bệnh viện Dã chiến số 1, chuẩn bị nhân vật lực dự phòng, phương tiện, sẵn sàng phục vụ 24/7. Đồng thời, để đảm bảo nguồn điện liên tục trong trường hợp có sự cố điện lưới quốc gia, Công ty Điện lực Đà Nẵng đã bố trí máy phát điện dự phòng tại chỗ công suất 250 kV. Ngoài ra, tại Bệnh viện Phổi và Bệnh viện Hòa Vang, nơi tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19, Công ty Điện lực Đà Nẵng cũng đã chủ động lắp đặt máy phát điện và bố trí nhân viên trực vận hành tại chỗ để đảm bảo hoạt động của các bệnh viện trong trường hợp nguồn điện lưới bị sự cố. Từ khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại, ngành điện đã đảm bảo nguồn điện phục vụ 76 cơ sở cách ly, điều trị, 23 chốt kiểm dịch, đáp ứng yêu cầu cách ly, khám chữa bệnh, kiểm soát và phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.